du lịch Đài Loan, nơi xuất xứ của món trà sữa trân châu vô cùng nổi tiếng, giờ đây đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Độc quyền tại Ivyview, tour Đài Loan 5 ngày 5 đêm tham quan 3 thành phố lớn Đài Bắc, Đài Trung, Cao Hùng có giá chỉ từ 11.990.000 đồng. Đưa bạn đến chuyến khám phá với vô vàn những điều lý thú. Hành trình tour chắc hẳn sẽ làm bạn háo hức với nhiều điểm đến hấp dẫn như làng cổ Thập Phần, tháp Taipei 101, nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, lâu đài Sinh Sĩ, làng cầu Vồng, Nhật Nguyệt Đàm, Văn Võ Miếu, Phật Quang Sơn Tự. Không những thế, bạn còn được tham gia lớp DIY tại lâu đài Dứa Vàng Vigor Kobo, mua sắm tại chợ đêm Đài Trung, thưởng thức món lẩu một người Sabu Sabu, tham quan trung tâm nghệ thuật Pier 2 Cao Hùng. Gói tour độc quyền đã bao gồm vé máy bay khứ hồi, có hành lý ký gửi 20kg và 7kg xách tay, xe đưa đón tham quan, khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, visa nhập cảnh Đài Loan, các bữa ăn theo chương trình. Vé tham quan có giá chỉ từ 11.990.000 đồng. Nhanh tay đặt ngay tại ivyview.com.